10 điều phải biết trước khi bước sang tuổi 60 để sống khỏe mạnh, an nhàn, không phụ thuộc vào con cháu. Xin chào quý vị đã quay trở lại với Sống Chậm, nơi mang đến những video bổ ích giúp bạn thêm yêu cuộc đời và sống ý nghĩa hơn. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ già đi. Sau tuổi 60, dường như ta mới hiểu thấu những đạo lý thâm sâu về cuộc sống, về số phận, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bạn bè. Nếu ta biết được những điều này sớm hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi rất nhiều. Để cuộc sống hạnh phúc, không vướng bận âu lo ở tuổi xế chiều và chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống của bản thân những ngày cuối đời, hãy ghi nhớ 10 điều vô cùng quan trọng mà Sống Chậm sẽ chỉ ra cho bạn trong video sau đây nhé. Tuổi 60, quá muộn khi chưa biết điều này. 1. Lúc về già, mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan, nghĩ rằng mình còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những điều như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe mới là của mình. 2. Lúc về già, mình nên quan tâm đến bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm. Ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống với ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. 3. Lúc về già, mình sẽ sống gần con mà không sống chung với bất kỳ đứa nào, chỉ sống với vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó, thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê thì mình hỗ trợ. Quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết. Một tuần đến thăm con cháu một lần, vào ngày cuối tuần là đủ. 4. Lúc về già, rất già, nên đặt một chỗ ở trong trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa. 5. Lúc về già, nên và chỉ nói hay chữ ngày xưa, đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm với bạn đồng niên. Tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho rằng mình bị sờ hơi. Với tụi trẻ chỉ nói chuyện ngày mai và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Về lại chốn xưa, gặp lại những người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao nhiêu chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm chìm trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi được tình trạng không hài lòng thì hãy mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. 6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi tham quan những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến. 7. Lúc về già, mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi. Hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao. Đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. 8. Lúc về già, đừng bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng và những dịp đặc biệt. 9. Lúc về già, cần hiểu rõ. Hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo. Nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm, cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm, con nhỏ một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà cha mẹ là nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui mà không mong báo đáp. Chỉ báo đáp là tự làm khổ mình. Ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu. Trông vào bạn đời ư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong, còn muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc, để con cái đỡ vất vả vì mình. Người ngu gây bệnh,
hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống. Người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh. Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh, tất cả đều là muộn. Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét thành yếu tố có lợi. Dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin. Cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan. Sống như vậy sẽ chóng già chóng chết. Hoàn toàn khỏe mạnh là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn sàng giúp người, có lòng khoan dung. Người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. Quý vị thân mến, sau tuổi 60, thường thì chúng ta đã bước vào lúc an nhàn và chính thức bước vào cuộc sống của người già. Đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu rồi. Vì thế lúc này hãy nghĩ đến việc làm thế nào để vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi, chỉ là hiện tại sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn, nên ta sẽ cảm thấy mình hãy còn trẻ trung mà thôi. Hãy thử ngẫm xem, khi mình già đi, bạn nên làm gì trong chặng đường đời sau cùng ấy? Liệu rằng sau 60 tuổi, khi mắt dần mờ, chân dần chậm, bạn sẽ dựa vào ai? Ngay sau đây, sống chậm sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời, đồng thời mang đến cho bạn những sự chuẩn bị cho 4 giai đoạn tiếp theo của cuộc đời nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 60 tuổi trở lên, bạn dựa vào ai? Bản thân, câu trả lời vẫn chỉ có thể là bản thân. Có một chiếc nồi của riêng mình, trước lúc chết tuyệt đối không được vứt bỏ. Có một người vợ, người chồng, hãy tận tâm đồng hành. Có một cơ thể, hãy bảo trọng thật tốt. Có một trạng thái tốt, hãy tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Già rồi, chúng ta đã già rồi. Chỉ là sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc còn tỉnh táo. Người già, mong đợi ai? Để bàn về chuyện này cần phân ra vài giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, sau khi nghỉ hưu, độ 60 đến 70 tuổi, cơ thể còn tốt, có điều kiện. Thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, muốn mặc gì thì mặc đẹp một chút, muốn vui chơi thì cứ thả sức vui chơi. Đừng tiếp tục hà khắc với chính mình, quãng thời gian thế này không còn nhiều, cần trân trọng nắm giữ. Luôn giữ trong mình một khoản tiền, giữ lại ngôi nhà, sắp xếp sẵn đường lui cuối đời. Kinh tế của con mạnh là nỗ lực của các con, người con hiếu thuận là lòng cảm ơn đối với phụ mẫu. Chúng ta không từ chối nhận tài trợ, chúng ta cũng không nên từ chối sự hiếu thuận từ các con. Nhưng cũng vẫn phải dựa vào bản thân mình là chính, tự có kế hoạch cuộc sống của mình. Giai đoạn thứ hai, sau năm 70 tuổi, không bệnh tật, cuộc sống vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Điều này không phải là vấn đề gì to tát, nhưng lúc này đây đã thực sự ý thức bản thân già thật rồi, dần dần thể lực và tinh lực đều không còn được như trước. Phản ứng ngày càng tệ hơn, ăn uống chậm chạp, tránh bị nghẹn, đi đứng từ từ, tránh bị ngã. Bạn không thể tiếp tục dũng cảm, cần để ý chăm sóc bản thân. Đừng tiếp tục quản này quản kia, quản con quản cái, quản cả đời thứ ba. Thật ra, bạn đã quản cả một đời người. Ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi. Mọi thứ cần kiềm chế mức độ vừa phải, giúp quét dọn, cố gắng giữ gìn sức khỏe của chính mình, duy trì lâu thêm một chút. Hãy cho chính mình thời gian để có thể sống độc lập càng lâu càng tốt, sẽ tốt hơn so với cuộc sống cầu, nhờ vả người. Giai đoạn thứ ba, khi sức khỏe kém đi, cần có người trợ giúp. Nhất định phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối hầu hết mọi người sẽ không thể lường trước ải này. Cần điều chỉnh tâm trạng để thích ứng, sinh lão bệnh tử là thường thái đời người nhất định phải đối mặt. Đã là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời, chẳng có gì đáng sợ hãi. Khi đã có sự chuẩn bị, bản thân sẽ không quá buồn tủi. Hoặc đi vào viện dưỡng lão, hoặc thuê bảo dưỡng chăm sóc tại nhà. Tùy vào khả năng mà bố trí thích hợp, mọi thứ đều luôn có cách giải quyết. Nguyên tắc là không để mặc con cái lo liệu, đừng tạo cho con trẻ thêm quá nhiều gánh nặng tâm lý, việc nhà, kinh tế. Bản thân tự khắc phục nhiều một chút, cả đời bươn trải có những đau khổ và khó khăn nào chúng ta chưa từng trải qua. Tin rằng cuộc hành trình cuối đời chỉ cần bình tĩnh, chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng. Giai đoạn thứ tư, khi tinh thần tỉnh táo nhưng bệnh lý không cách nào chữa khỏi, cuộc sống hoàn toàn tồi tệ, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với cái chết,
kiên quyết không để gia đình, người thân và bạn bè lãng phí thời gian và tiền bạc vô ích để giúp chúng ta giành lại cuộc sống với tử thần. Tóm lại, cho dù bạn thọ đến mức nào, cuối cùng cũng là một con người. Câu nói này tuyệt nhiên không bi ai, không khủng khiếp, tất cả phụ thuộc vào cách sắp xếp cuộc sống của bạn. Để xem bạn có phải là người có một tâm lý trưởng thành. Cảm thấy xứng đáng thì hãy hành động ngay. Đừng quên, kiếp người chỉ có một lần, bắt gặp niềm vui và hạnh phúc thì đừng bao giờ để dành lại kiếp sau. Lời kết, những người bạn già xin hãy ghi nhận, đời chúng ta hiếu thuận phụ mẫu, nhưng đến thế hệ sau lại bỏ rơi chúng ta. Tuyệt đối đừng bao giờ oán trách. Người trên thiên đàng, tiền trong tài khoản, nào là một người quá đỗi cô độc, già rồi chẳng có ai chăm sóc. Điều này sớm đã trở thành suy nghĩ lỗi thời của thế hệ ngày nay mất rồi. Thưa quý vị, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nếu chúng ta có thể làm tốt những điều trên thì hãy yên tâm, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống an nhiên, vui vẻ lúc về già. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thay mặt ban biên tập, xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để đón xem những video hay và ý nghĩa của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!